Xin kính chào tất cả các bác chị đến kênh Lời Tay Cho Bonsai. Dập vui được gặp lại các bác chị. Hôm nay em có về lô chanh đỏ lá nhỏ ha, chứ số chanh vàng cũng lá nhỏ luôn để tàn ha. Mà nhất xin nhắc lại là địa chỉ của em Thạnh Quân 2, xã Trung Hưng, huyện Đỏ, thành phố Cần Thơ, và tên Trạng. Và số điện thoại của em là 0378 766 77, và cũng là số Zalo của em luôn. Rồi trước tiên xin lưu ý anh chị là cây số 1 là cây chanh đỏ. Cái này có đo chiều cao dưới mà tán ngang cho quá chị. Rồi cây số 1. Chiều cao nó 95. Tán ngang 65. Tổng thân nó là 8. Rồi. Ơi cây số 1 cho lưu bác chị là 400.000 luôn. Chanh đỏ nó nhỏ. Cây số 2. Chiều cao nó 85, tán ngang 55. Tổng thân nó là 8 ngữ. Rồi cây số 2 vô lưu bác chị là 400.000 luôn. Chanh đỏ nó nhỏ. Này bóng sống con xếp tàu quách quá chị. Tục cây số 3. Chiều cao nó 95, tán ngang 45. Rồi tổng hơn đây 10, dính lên xíu cải chính thôi. Rồi cây số 3 cho lưu bác chỉ là 350.000 luôn. Chanh đỏ nó nhỏ. Cây số 4, chiều cao 95, tán ngang 45. Tổng thân nó là 8. Rồi cây số 4 cho lưu bác chỉ là 350.000 luôn. Chanh đỏ nó nhỏ. Cây số 5, chiều cao mét 2, tán ngang 45. Tổng thân đó là 8. Rồi cây số 5 như lô bác chỉ là 350.000 luôn. Chanh đỏ nó nhỏ. Cây số 6, chiều cao nó 90, tán ngang 55. Tổng thân đó là 7 rưỡi. Rồi cây số 6 vô lô bác chị là 350.000 luôn. Chanh đỏ nó nhỏ. Cây số 7. Chiều cao nó 80, tán ngang 50. Cây này đế đẹp nè, nguyên củ bự luôn. Rồi, tổng thân nó là 8. Cây số 7 vô lô bác chị là 400.000 luôn. Chanh đỏ nó nhỏ. Cái số 8, chiều cao 85, tán ngang 50. Tổng thân nó là 8. Cái số 8 luôn bác chị là 350.000 luôn. Chanh đỏ nó nhỏ. Cái số 9, chiều cao nó 85, tán ngang 65. Tổng thân nó là 9. Rồi cây số 9 vô lô bác chị là 450.000 luôn. Chanh đỏ lá nhỏ. Cây số 10, chiều cao 1m05, tán ngang 50. Tổng thân đó là 7 rưỡi. Cây số 10 vô lô bác chị là 350.000 luôn. Chanh đỏ lá nhỏ. Cây 11, chiều cao nó 80, tán ngang 55. Tổng thân nó là 6 rưỡi. Này đỡ đẹp. Ôi, cây 11 cho lưu bác chị là 350.000 luôn. Chanh đỏ lá nhỏ. Cây 12, chiều cao nó 80, tán ngang 55. Tổng thân nó là 8 rưỡi. À, cái 12 vô lô bác chị là 350.000 luôn. Chanh đỏ lá nhỏ. Cái 13,
chiều cao nó 85, tán ngang 55. Tổng thân nó là 7. Rồi cái vừa vô luôn bác chị là 300 ngàn luôn. Căn đỏ nó nhỏ. Hôm nay tán rất đều ha, siêu bông luôn, bông quá đẹp luôn. Rồi, tục cây 14. Chiều cao 80. Tán ngang 55. Cái này một cốt của anh chị là hai thân ha. Rồi tổng hai thân đó là 11. Rồi cái 14 cho luôn đó chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ nó nhỏ. Cái 15. Chiều cao nó 95, tán ngang 55. Tổng thân đó là 8,5. Này đó cũng đẹp nữa. Này môi chị hết. Rồi cây 15 vô lô bắt chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ nó nhỏ. Cây 16. Chiều cao nó 85, tán ngang 55. Tổng thân đó là 8. Rồi cây 16 vô lô bắt chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ nó nhỏ. Cái 17, chiều cao nó 70, tán ngang 65. Tổng thân nó là 7,5. Rồi cái 17 luôn bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ nó nhỏ. Cái 18, chiều cao nó 90, tán ngang 65. Tổng thân nó là 8. Rồi cái 18 cho luôn bác chị là 350 ngàn luôn. Căn đỏ nó nhỏ. Cái 19. Chiều cao nó 90, tán ngang 70. Tổng thân đó là 9. Rồi cái 19 cho luôn bác chị là 400 ngàn luôn. Căn đỏ nó nhỏ. Cái 20, chiều cao nó 80, tán ngang 70. Tổng thân đó là 10. Cái 20 vô luôn bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ đó nhỉ. Cái 21, chiều cao 75, tán ngang 65. Tổng thân đó là 7. Rồi cái 21 cho lô bác chị là 300 ngàn luôn. Chân đỏ nó nhỏ. Cái 22, chiều cao nó 75, tán ngang 70. Tổng thân nó là 8. Rồi cái 22 cho lô bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ nó nhỏ. Cái 23, chiều cao nó 95, tán ngang 70. Tổng thân nó là 7,5. Rồi cái 23 vô lưu bắt chị là 400 ngàn luôn. Chân đỏ nó nhỏ. Cái 24, chiều cao nó 90, tán ngang 65. Này đế lắm đẹp nè. Rồi tổng thân nó 8,5. Điều ghen luôn. Rồi cái 24 vô lô bắt chị là 450 ngàn luôn. Chân đỏ là nhỏ. Cái 25, chiều cao nó 90, tán ngang 55. Tổng thân nó là 7,5. Rồi cái 25 vô lô bắt chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ là nhỏ. Cái 26, chiều cao nó 85, tán ngang 75. Tổng thân nó là 8. Cái này nó đẹp nè. Rồi cái 26 vô lô bắt chị là 400 ngàn luôn. Chân đỏ nó nhỏ. Cái 27, chiều cao 1m, tán ngang 70. Tổng thân nó là 7,5. Nguyên lô là lùng lực nhiều ha.
Rồi cái 27 như luôn bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cái 28 chiều cao 65, tán ngang 60. Tổng thân đó là 7 gữ. Cái 28 như luôn bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cái 29 chiều cao 75, tán ngang 55. Tổng thân nó là 8. Cái 29 cho luôn bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cái 30 chiều cao nó 85, tán ngang 75. Tổng thân nó là 8. Cái 30 vô luôn bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cái 31 chiều cao 1m15, tán ngang 40. Tổng thân nó là 7 gữ. Cái 31 vô luôn bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cái 32 chiều cao nó 80, tán ngang 55. Tổng thân nó là 8. Cái này đế cũng đẹp. Rồi cái 32 cho luôn bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cái 33 chiều cao 95, tán ngang 50. Tổng thân nó là 7. Rồi cái 33 cho luôn bác chị là 300 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cái 34 chiều cao 1m15, tán ngang 65. Tổng thân nó là 8. Này đế không đẹp. Rồi cái 34 cho luôn bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cái 35 chiều cao nó 90, tán ngang 65. Rồi tổng thân nó ra 10 gỡ cái 10 đây. Rồi cái 35 vô luôn bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cái 36 chiều cao nó 90, tán ngang 65. Rồi tổng thân nó là 10. Cái 36 vô lô bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cái 37 chiều cao nó 75, tán ngang 65. Này đế cũng đẹp. Tổng thân nó là 8. Cái 37 vô lô bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cái 38 chiều cao đó 90, tán ngang 60. Tổng thân đó là 9 gữ. Rồi cái 38 vô lô bác chị là 400 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cái 39 chiều cao 90, tán ngang 70. Tổng thân nó là 8. Rồi cây 39 cho luôn bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cây 40 chiều cao 1m5, tán ngang 55. Tổng thân nó là 8. Rồi cây 40 cho luôn bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cái 41 chiều cao 1m1, tán ngang 70. Tổng thân đó là 8.
Rồi cái 41 kW chỉ là 400 ngàn luôn. Chân đỏ đó nhỏ. Cái 42 chiều cao nó 90, tán ngang 65. Tổng thân nó là 10. Rồi cây 42 kW chỉ là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cây 43 chiều cao nó 80, tán ngang 60. Tổng thân nó là 7 rưỡi. Cây 43 kW chỉ là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cây 44 chiều cao nó 90, tán ngang 65. Ngày đới đẹp luôn. Tổng thân nó là 8 rưỡi. Rồi cây 44 kW chỉ là 400 ngàn luôn. Căn đỏ đó nhỏ. Cây 45 chiều cao 80, tán ngang 65. Tổng thân nó là 7. Cái 45 vô lô bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ nó nhỏ. Cái 46 chiều cao 1m, tán ngang 55. Tổng thân đó là 7 rưỡi. Cái 46 vô lô bác chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ nó nhỏ. Cái 47 chiều cao nó 90, tán ngang 65. Tổng thân đó là 8. Ok, 47 vô lô bán chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ đó nhỏ. Cái 48 chiều cao 1m15, tán ngang 55. Và tổng thân đó là 8 rưỡi. Cái 48 vô lô bán chị là 300 ngàn luôn. Chân đỏ đó nhỏ. Cái 49 chiều cao 95, tán ngang 50. Tổng thân nó là 8 rưỡi. Rồi cái 49 vô lô bán chị là 300 ngàn luôn. Chân đỏ nó nhỏ. Cái 50 chiều cao 80, tán ngang 60. Tổng thân nó là 8 rưỡi. Cái 50 vô lô bán chị là 350 ngàn luôn. Chân đỏ lá nhỏ. Cây 51 chiều cao 1m4, tán ngang 40. Tổng thân đó là 7 rưỡi. Rồi cây 51 vô lô bác chị là 250 ngàn luôn. Chân vàng lá nhỏ. Cây 52 chiều cao 1m2, tán ngang 55. Tổng thân đó là 6 rưỡi. Rồi cây 52 vô lưu bắt chị là 250 ngàn luôn. Chân vàng lá nhỏ. Cây 53 chiều cao 95, tán ngang 35. Rồi tổng thân đó là 7. Cây 53 vô lưu bắt chị là 250 ngàn luôn. Chân vàng lá nhỏ. Cây 54 chiều cao 1m1, tán ngang 45. Tổng thân đó là 6 rưỡi. Rồi cây 54 vô lô bác chị là 250 ngàn luôn. Chân vàng lá nhỏ. Cây 55 chiều cao 1m5, tán ngang 40. Tổng thân đó là 6 rưỡi. Rồi cây 55 vô lô bác chị là 250 ngàn luôn. Chân vàng lá nhỏ. Cây 56 chiều cao 95, tán ngang 35. Rồi tổng thân đó là 6. Cây 56 vô lô bác chị là 250 ngàn luôn. Chân vàng lá nhỏ. Cây 57 chiều cao 95, tán ngang 35. Tổng thân đó là 6 rưỡi.
Rồi cây 57 nha luôn bác, chị là 250.000 luôn. Cây vàng lá nhỏ. Cây 58. Chiều cao 1m, tán ngang 60. Rồi tổng thân đó là 9. Cây 58. Cho luôn bác chị là 300.000 luôn. Cây vàng lá nhỏ. Cây 59. Chiều cao 1m, tán ngang 40. Rồi tổng thân nó là 9. Cây 59 cho luôn bác chị là 300.000 luôn. Cây vàng lá nhỏ. Cây 60. Cây cuối cùng trong lô. Chiều cao 1m15, tán ngang 50. Tổng thân nó là 9. Rồi cây 60 cho luôn bác chị là 300.000 luôn. Cây vàng lá nhỏ. Chào cô bé, hẹn gặp lại cô bác vào sau nha.